cả mọi người. Thì hôm nay mình thực hiện clip này, mình giới thiệu đến tất cả mọi người cái cách mà ghép cây bông trang gốc này mà nhánh khác. Thì đây là cái gốc cây mỹ đỏ của mình. Mình ghép vào cái tược của nhánh này là nhánh vàng Dubai các bạn. Thì cái cách mình ghép thì cũng học hỏi trên mạng rồi ghép mình đúc kết lại theo kinh nghiệm của mình. Thì sau đây mình ghép cái cho các bạn cùng xem. Mình làm thử cái cách của mình thì cũng thành công rồi đó, rất là dễ. Thì mình để cái máy xuống rồi cái mình hướng dẫn cho các bạn. Thì đây là cái cách ghép bằng dụng cụ mình ghép bằng lưỡi lam nha các bạn. Lưỡi lam cạo râu đó. Mình đầu tư cái lưỡi lam khoảng 500 đồng. Rồi cái bọc ni lông thì đừng mình quấn thôi chứ không cần cái gì hết á, chỉ cần cái bọc ni lông mình cắt nhỏ nhỏ ra rồi mình quấn vô là ok thôi. Rồi mình sẽ đặt cái máy xuống cái mình làm cho các bạn xem. Thì cái cách làm của mình cũng học hỏi nhiều anh em khác làm. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho một cách làm hết sức là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Đây, tuyển ngang đây. Sau đó ví dụ cái thân này nhỏ hơn thân này xíu, thì ví dụ mình muốn ghép cái tường này vô đi, giờ mình cắt bỏ ngang đây đi, cắt lá cho nó gọn lại bớt. Rồi muốn ghép này vô đây chứ gì, cắt bỏ đây luôn. Xong mình thường là mình ghép là khi cái nhánh ghép mình phải nhỏ hơn cái thân cây ghép chút xíu, đừng nhỏ quá. Cái này cũng được nhưng mà này tương xứng quá, thế thôi mình ghép bằng này đi. Thì mình đặt vô đây nè, mình rọc cái da cho nó bằng nhau ha. Cái cây này mình làm một cái cỡ đó. Rọc theo bên này cũng vậy luôn. Nếu mình quen mình nhắm chừng cũng được, nếu mình không nhắm chừng thì mình đưa vô mình đưa cái cây vô mình rọc, xong mình khử cái lớp da nó ra như thế này đó, lột cái lớp da nó ra đây đó. Mình lột cái lớp da này ra rồi các bạn không, xong rồi cái này á quan trọng là mình dạt cho nó xéo thiệt là ngọt. Dạt xéo cho nó ngọt nha các bạn. Sao mà cho cái mí dạt mình nó phẳng, đừng có uống lượng ra là được rồi. Mí này là quan trọng nhất, mí này là mí cái tiếp giáp vô là cái mí nó phải dài, không cái mí còn lại là mình dạt ít chứ này thôi, ngắn chứ này thôi đó, 73 thôi. Thấy không, bên này mình dạt khoảng 5 ly thì bên này mình phải dạt 10 ly phần nữa hoặc là ít hơn, bên này là phải ít hơn nữa. Rồi xéo vậy đó, cái phần mình dạt nhiều á là mình ốp tựa vô cái thân cây như này, còn cái phần ít là nằm bên ngoài. Rồi đó là như vậy đó, xong mình quấn vô. Ai có băng keo đen á thì băng keo đen dây điện mình mua mất công tốn tiền, khỏi mua luôn. Chơi bọc ni lông bọc này cũng lợi hại lắm. Rồi
nhiêu đây nha các bạn. Đó. Cắt nhẹ cái phần này xíu, đừng chụp cái mình cột lại. Phần này mình cắt làm đôi. Rồi, vậy tao quấn vô. Vậy nha. Cắt nhẹ vô, quấn vô. Quấn các bạn gịch vừa tay thôi. Xong còn hai cái mối này nãy ta chẻ làm hai á. Lấy mí bên này mí bên kia cho ta cột lại xong phim. À. Rồi. Là ok. Xong rồi ta trùm cái bọc lại. Nhớ là phải có cái bọc nhỏ này để nó giữ hơi ẩm lại, đang đựng cái chồi nó mới tươi, nó mới cái này nó nuôi lên nó mới bám dính cái vết ghép của mình nha các bạn. Trùm cái bọc lại luôn. Lấy gì thun gì bẹ dây gì đó ta cột lại. Đây mình lấy cái sợi dây bao nó xức ra mình quấn đại ra luôn. Quấn cho nó kín hơi. Mình cột cho nó giữ hơi ẩm, đừng cho nó thoát nước, mà nó thoát nước nó khô cái tược là nó sẽ chết. Đó, xong. Quá trình mình ghép là xong phim. Thì đây là mình ghép cho các bạn xem thử coi cái cách ghép là như vậy. Còn đây là những cái chậu mình đã ghép hoàn thành. Mình đã tháo bọc ra và nó đã sống đã lên tược. Đây các bạn. Như thế này để mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây. Đó. Thấy không? Như vậy là nó đã sống rồi. Thì khoảng một tháng sau là mình sẽ gỡ cái này ra. Sẽ gỡ cái bao ni lông này ra nữa là nó chín luôn. Chứ mình thấy nó đâm chồi nhưng mình cũng đừng có dỡ liền nha. Mình dỡ liền là nó dễ hư lắm. Mình cứ để đại, mình chỉ gỡ bọc ni lông ra thôi. Đây, các bạn xem cái chòi nó nè. Giờ mình quay bằng cái điện thoại cho nên nó cũng không rõ lắm. Đó. Nó đã, vậy là nó đã sống ok rồi. Chỉ cần tưới nước đầy đủ cho nó phát triển cái mầm này nó cao lên nữa, rồi mình dứt với cái dứt cắt này nó liền hẳn 100% là mình tháo cái bọc này ra luôn. Để mình qua đây mình cho các bạn xem cái cây mình đã ghép là sống hoàn thiện rồi, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem luôn. Đây. Hiện tại là mình ghép vô cái gốc cây đơn đỏ. Bị đỏ nè các bạn. Hiện tại này nó đã dính rồi nè. Nó đâm thược luôn. Đó. Ở đây cũng vậy luôn, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Mình chỉ sử dụng bọc thôi, mình khỏi cần phải mua những cái băng trong ở bên ngoài tiệm này kia đồ chi cho nó tốn tiền. Xé cái bọc cho nó dài ra là được rồi. Vì một tay mình cầm tay mình quay nó hơi bất tiện nha các bạn. Rung rung, mình cũng không chuyên nghiệp lắm. Đó. Đây là cái vết ghép nó, vết cắt ghép nó cũng đã
thấy liền mí rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, thì đây là cái nhánh mình ghép, được mình ghép vô đã đâm chồi rồi nè, và đã liền mí như vậy. Thì cái này từ khoảng một tháng đến một tháng rưỡi mình phải tháo ra nha các bạn, để mình tháo sớm quá cái mình tưới nước hoặc là mình động động quá cái nó lãi ra luôn à. Đó, vậy là ok rồi đó. Đó là cái cách ghép. Rồi mình xin dừng clip ở đây. Các bạn xem thấy nếu có hay thì mình hãy làm theo cách của mình, còn nếu không thì thôi cũng không sao, tại đây cách làm mình tự chia sẻ với nhau thôi. Cảm ơn các bạn xem clip, các bạn hãy ủng hộ clip của mình bằng cách đăng ký. Cảm ơn các bạn nhiều nha, hẹn các bạn vào một cái clip khác tương tự để mình chia sẻ những cái nội dung cũng nói về hoa kiển thiên nhiên như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem clip.